Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Đỗ Ruby ha. Hôm nay là ngày 17 tháng 12, mình sẽ lên một đợt cá mới các bạn ha. Hôm nay mình sẽ quay cho tất cả các bạn và xả cho tất cả các bạn một số dòng cá bên mình cho các bạn chơi trong dịp tháng 12 gần sắp Tết Noel ha. Thì hiện tại bên mình cũng có rất là nhiều dòng cá khác nhau với giá cực kỳ phải chăng cho quý anh chị và tất cả các bạn lựa chọn những dòng cá đẹp nhất và chất lượng nha. Thì đây là một trong những dòng cá với giá học sinh sinh viên. Cho quý anh chị các bạn chơi càng lâu thì độ đẹp của dòng này càng tăng lên. Do là cái độ đẹp của dòng này á thì các bạn nuôi càng lâu thì các bạn đuôi của nó sẽ càng to hơn. Và nó mang một màu xanh khá là lạ các bạn ha. Một màu xanh dương nhưng mà nó nhạt nhẹ các bạn nha. Thì dòng này thì nó khác và đặc biệt hơn cái dòng HP Blue là cái màu xanh rất là sáng và chất lượng cho tất cả các bạn chơi. Ngoài ra thì mình sẽ xả cho tất cả các bạn một số cái bộ rồng đỏ mà cá máy lên vây lưng sệ cho tất cả các bạn chơi nha. Chống bộ này thì không đẹp nhiều nên là các bạn cân nhắc thì các bạn chơi thiên về máy giúp mình. Đó, thì mình sẽ xả cho tất cả các bạn những bầy cá đẹp và chất lượng từ những bầy cá tuyển chọn của mình ra. Do là mình không có đủ cái chống nên là mình sẽ lên cho tất cả các bạn những em cá. Cá chống thì không có đẹp tốt nhất nhưng mà cá máy thì chuyên đẹp về vây lưng, dựng cao, to và lên màu sắc tia nét tốt cho tất cả các bạn có những bộ cá rồng giá trị học sinh ha. Thì hiện tại bên mình đang có nhiều cái chương trình khuyến mãi như là đơn hàng từ 300 mình sẽ hỗ trợ reship nè. Và đặc biệt là khi mà các bạn ghé shop á thì các bạn có thể xem được nhiều dòng cá hơn và có thể hỗ trợ cho tất cả các bạn được những cái kiến thức về các bạn nuôi cá bảy màu cơ bản tại nhà mình ha. Về kiến thức về nuôi cá bảy màu á thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn một số bạn nuôi thì nó hay bị vấn đề về trục trặc á, thì các bạn có thể nhắn tin hỏi mình thì mình biết thì mình sẽ trả lời tất cả các bạn một cách tốt nhất và tư vấn tất cả các bạn một cách nuôi ok hơn so với hiện tại ha. Đó, thì hiện tại có nhiều dòng cá bảy màu khác nhau bên mình nên là mình sẽ lên nhiều cho tất cả các bạn lựa chọn và săn đón nha. Và đây là dòng Blue Tạc Giăng thì sẽ có chia làm hai cái thể loại nuôi các bạn nha. Thì đây là dòng Blue Tạc Giăng thì thiên về nuôi top view nhiều hơn, thì các bạn nuôi trong những hồn nông bộ hoặc là những khay nhựa hoặc là những thùng xốp với cái tông nền tối một tí thì dòng này sẽ tót được hết cái đồ đẹp. Và đặc biệt khi mà các bạn nuôi dòng này ngoài nắng á thì cái vây và cái đầu của nó các bạn nó dạ lên rất là sáng và lên đỉnh đầu màu xanh khi mà nuôi thành bầy đàn. Và nuôi càng lâu thì bộ đuôi của những dòng Blue Tạc Giăng nó sẽ càng to hơn và body của những dòng cá mái nó rất là lớn các bạn ha. Và cho sinh sản nhiều, thích hợp cho tất cả các bạn nuôi và bán cho trường học hoặc là nuôi mà bán cho những anh em nào mà có nhu cầu nuôi cá top view. Đó, và đây là dòng Ivory thì mình còn ít, mình xả tất cả các bạn luôn nha. Đó, thì giá là 40k một đôi thôi. Về các bạn lấy đời con giúp mình, do là bộ này thì rất là đẹp nhưng mà mình những em cá mình đã bán một lượt á thì đang còn ít lại nên là mình chia cho tất cả bạn về các bạn lấy đời con và cho sinh sản. Và nuôi dòng này thì vây lưng và cái body trên thân của dòng này á, thì lên 7 sáng, thích hợp nuôi top view và hồ kiến đều được. Đó, và đây là một trong những dòng cá được nhiều anh em hỏi trong những đợt vừa qua thì mình hết hàng nhưng mà đợt này mình lên lại các bạn nha. Và đây là dòng Red Blueer, là một dòng cá full màu đỏ, hai tơi bơi màu xanh, dạ lên rất tốt. Và nền chuyên thì những dòng này thì thích hợp nuôi trong những cái khay màu tối, thích hợp cho tất cả các bạn có những cái trải nghiệm và nuôi và thấy được cái độ đẹp của nó qua hai cái tơi bơi. Điểm nhấn nha các bạn nha. Đó, một em cá màu đỏ như một cái đốm lửa đỏ mà pha một ít cái gì đó xanh nhẹ trong cái màu sắc các bạn ha. Đó, nhiều cái màu sắc khác nhau tạo nên một em cá và dòng cá bảy màu đem đến cho tất cả các bạn chơi những cái niềm đam mê nhỏ nhỏ trong cuộc sống nha. Mình thì không có chuyên đi làm những lĩnh vực khác thì mình chỉ chuyên về cá thôi nên là mình chỉ biết nhiều về cá nên là các bạn có thể xem video này và có thể chia sẻ tất cả các bạn nào mà đam mê về cá thì có thể xem và ủng hộ mình cũng như là những cái chiếc clip nho nhỏ giúp cho tất cả các bạn biết được thêm những cái kinh nghiệm nuôi cá bảy màu. Và đây là dòng rồng tím tia thì mình còn cá tơ nhưng mà những em cá rồng tím này lên tia rất nét và lên vây lưng rất là cao với giá trị cực kỳ phải chăng ha. Đó, và đây là một trong những dòng cá được nhiều anh em thích và chơi và tập chơi, bắt đầu chơi cá bảy màu. Thì đây là dòng cá full red thì dòng này mang màu sắc đỏ tươi và lên vây lưng to. Thì bộ này mình thì mình sẽ chuyên làm về vây lưng nhiều hơn nên là một số bạn nào thích chơi full red á mà thiên về vây lưng á, rồi bích đu xa là vây lưng to, tròn, sệ cao thì có thể săn đón dòng này. Và một trong những tín đồ mà mê dòng full red á, là những anh em nào mà có cái máu mà nóng á, máu nóng các bạn nha, hoặc là những anh em nào mà muốn cho cái nhiệt huyết của mình tăng cao hơn đó, hoặc là công việc của mình thăng tiến á, thì chúng ta có thể lựa chọn cái màu đỏ các bạn ha, rực lửa và đó là sự nồng nàn và nhiệt huyết trong cái công việc và là đam mê về màu đỏ thì là những anh em có cái cá tính nổi trội các bạn ha. Thì bên mình thì sẽ chia sẻ tất cả bạn nhiều cái màu sắc khác nhau đó, giống như dòng HP Red này đang xen giữa hai màu là màu đen và màu đỏ, thì thân của nó là HP
hashtag các bạn ha, hashtag là HB các bạn nha. Còn red là màu đỏ, còn rô là những cái xếp ly trên cánh đuôi của dòng này thì gọi là HB Red Rô, là những đó hoa hồng đỏ các bạn nha. Thì dòng này thì bên mình đang có khoảng tầm 10 đến 15 đôi cho dòng này. Đặc biệt á, bộ mình thì cá trống cá mái đều đẹp đó, nó chia ngang nhau chứ không thiên về em cá nào, là các bạn về các bạn cho sinh sản thì cái tỷ lệ ra rất là đều. Và đây là dòng Codex E, hiện tại thì bên mình liên kết với trại nên là mình không có nhiều cá này nữa đó, nên là mình sẽ xả và săn sale cho tất cả các bạn với giá 100k ha. Lúc trước thì dòng này có giá khoảng tầm 250, 300, 400, 500 đó, nhưng mà hiện tại thì giá đã rớt xuống rồi do cái tình trạng của bộ mình á, nó cho đời con ra lên tay khá là nhiều và dễ dàng nuôi hơn và dễ dàng tiếp cận hơn với anh em nha. Và hôm nay sẽ sale cho tất cả các bạn thêm một cái dòng cá là Dumbo Santa. Thì dòng này đặc biệt nuôi ngoài hồ thủy sinh nè, hoặc là nuôi những nơi có top view thì sẽ đẹp hơn là nuôi hồ kiến. Nhưng mà một số bạn thì đòi mình quay hồ kiến á, thì mình sẽ quay tất cả các bạn xem side view luôn đó, nên là các bạn có thể chơi là hai loại các bạn ha. Thì dòng này thích hợp cho tất cả bạn nuôi hòn non bộ quá, hoặc là nuôi trong những cái khay đó, và nuôi ngoài trời thì sẽ sáng và ánh sáng dạ vào á, làm phần vảy của thân cá sẽ sáng hơn và tốt hơn. Và đây là dòng Blue Tuat các bạn ha, Blue Tuat Bigtail là một dòng cá mang màu sắc xanh đó, Blue là màu sắc xanh các bạn nha, Tuat là một dòng cá nhìn có cái ánh xanh đặc biệt đó, và Bigtail là đuôi to tròn vây lưng cao các bạn ha. Thì bộ này lên vây bê đớt khá là đều, và đặc biệt trong cái bài này mình quay tất cả bạn là cá trống đều lên tin tít đều giống nhau và lên một cái bộ sắc và lên một cái bộ gen chất lượng và hợp lý cho tất cả các bạn với giá tiền này đó. Và đây là dòng đúng mồ côi các bạn ha, dòng đúng mồ côi nhưng mà đặc biệt dòng này không có sọt nên là cái dáng sẽ dài hơn bởi vì giá trị nó sẽ thấp hơn cho tất cả các bạn chơi nha. Nhưng mà đặc biệt trong cái bài này thì cá trống và cá mái đều lên sai sinh sản hết rồi, mình còn khoảng tầm 3 đôi cho cái bọn này. Thì bọn này là gọi là đúng mồ côi, bạn nào thích chơi đúng mồ côi nè về cho sinh sản và nuôi ngoài trời đó thì có thể săn dòng này. Mình biết một số bạn có những không gian nhỏ nhỏ trong nhà mình á mà không biết làm gì, thì các bạn có thể tập chơi những dòng cá bé màu để có thể cho ăn vào những buổi sáng trước khi đi làm, ngắm cá trong những lúc đi làm về đó. Thì đó là những cái thú vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình, thì mình chia sẻ kinh nghiệm và mình chia truyền đạt cho tất cả bạn những gì mình biết được nha. Và đặc biệt khi mà các bạn nuôi riêng lẻ những dòng cá mình bán á, thì mình sẽ bao cái độ thuần chủng cho tất cả bạn ha, nên là cái giá trị của những dòng cá bé màu thuần chủng nó sẽ khác biệt với những dòng cá bé màu lai tạp ngoài thị trường đó. Và đây là dòng Full Gold, là một dòng màu sắc vàng tươi mang tiền tài và lộc tính nhà mình ha, nên là bạn nào thích chơi những dòng vàng đặc biệt là đặc trưng màu sáng thì có thể lựa chọn dòng Full Gold nha. Mà đặc biệt là những dòng cá bên mình á, thì luôn luôn nuôi và thay nước thường xuyên, nên là các bạn về các bạn nuôi á, thì khoảng 2 đến 3 ngày các bạn rút phân đáy giúp mình, giúp cho cá nó có cái lượng nước tốt nhất và chất lượng và không gian và thức ăn nó phải hợp lý các bạn ha. Thức ăn bên mình chủ yếu cho ngạc tôm mía và cám thái và trùng chỉ, những loại thức ăn thích hợp cho cá bảy màu. Thì cám thái thì do là mình nhập ở trên Sài Gòn về hoặc là chia thành bao lớn, nên là giá trị như loại cám thái thì sẽ ít dơ nước thì giá trị nó sẽ cao, nhưng mà đặc biệt chiếc hũ nhỏ thì khoảng 30.000 50g cho tất cả các bạn phải về sử dụng, và hết thì các bạn mua thêm, nó không có tốn bao nhiêu chi phí ha. Một lần các bạn có thể cho ăn ít, một hũ cám 30.000 các bạn có thể cho ăn tầm 2 đến 3 tuần thì cái chi phí nó không quá cao so với một hũ cám đó. Thì cái thức ăn và cái nguồn cá giống thì mình sẽ cung cấp cho tất cả các bạn, nếu mà các bạn nào mà thích chơi cá bé màu có thể liên hệ cho mình đó. Ở đây là dòng Dumbo Sọn Bích E, thì dòng này đặc biệt hơn là dáng sẽ ngắn và lên nuôi cả hai tay bơi dài, Bích E là tay bơi dài to các bạn nha. Thì bọn này mình sẽ quay cả mái và trống tất cả các bạn xem khá là đều ha. Đó, cá trống các bạn thấy nè, dáng sẽ ngắn hơn những bộ bình thường và tay bơi sẽ dài và màu sắc lưng sáng. Thì bọn này đặc biệt là nuôi, các bạn nuôi càng lâu cái tay bơi càng dài, nên là những bộ gen nào mà mình thấy nó không đạt chất lượng thì mình sẽ đào thải và mình sẽ tuyển chọn những cái bộ cá đẹp hơn, chất lượng hơn để làm trong những lứa về sau. Tại vì khi mà mình nuôi một dòng cá bảy màu thì mình luôn cân nhắc là làm sao để tạo ra những con cá đẹp hơn và chất lượng hơn, chứ không thụ động là đứng một chỗ chỉ làm những cái bộ cá mình đang có, nên là những bộ cá bên mình sẽ được luân phiên và thay đổi liên tục. Và đây là dòng Blue Tuat Ribbon Finchy, thì đây là một trong những tính trạng của dòng Blue Tuat mà có ribbon đó, nhưng mà bộ mình thì mình đang làm bộ ribbon Finchy dày, là các bạn thấy những em cá mái có vây lưng to và dài và dày hơn và phần bụng có gâu thì gọi là Tuat Ribbon Finchy các bạn nha. Đó, và đây là dòng Dumbo Koi, là một trong những dòng hot và hit cho lai tạo với hai dòng cá. Thì trên thị trường Việt Nam thì đa phần dòng này là do Việt Nam lai tạo ra, và sau nhiều đời lai tạo thì những bộ cá được thuần chủng tạo ra các bạn nha. Đó, thì đây là một trong những tính trạng của dòng Dumbo Koi, là nó mang màu sắc của dòng Koi và dòng Dumbo, thân của dòng Dumbo và đỉnh đầu của dòng Koi. Đó là các bạn nào thích chơi những dòng cá
short, body ngắn, u u tròn tròn dễ thương. Đó thì có thể săn dòng này ăn khá là nhiều. Các bạn cho ăn càng nhiều thì bụng cá mái càng to, thì sẽ phát triển được cái bộ short của nó và nhìn ú hơn và tròn hơn. Và đây là bọn Dumbo Santa short body thịt vàng. Thì bạn nào thích chơi những bọn Dumbo Santa short á thì hôm nay mình săn sale còn 300 ha, và sẽ được reship từ đơn hàng 300.000, các bạn bắt một đôi các bạn vẫn được reship nha. Thì dòng này thích hợp cho tất cả các bạn nuôi vớt top view nha. Thì đa phần hiện tại mình đang làm cá lại nên là mình không có nhiều cái dòng cá khác nhau, nên là một số bạn nào thích chơi những dòng cá nào mình đang có thì các bạn có thể inbox nhắn qua mình qua Zalo nha. Do là video của mình á thì mình luôn luôn cập nhật nhiều dòng cá và cải biến nhiều hơn cho tất cả các bạn có nhiều sự đa dạng khi mà các bạn chơi cá bảy màu. Khi mà các bạn thích những dòng cá nào, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại Zalo trên góc phải của mình là 0774041399 để có thể liên hệ cho mình ha, và gặp mình và nhắn tin thì mình sẽ tin nhắn chờ, mình trả lời cho tất cả các bạn và chốt đơn cho tất cả các bạn nha. Đặc biệt bên mình sẽ ship COD, nhận cá thanh toán tại nhà. Các bạn xem đúng cá bạn đặt các bạn mới thanh toán, còn không đúng cá bạn đặt á thì các bạn có thể liên hệ lại mình thì mình sẽ có thể trao đổi cho tất cả các bạn về những vấn đề thắc mắc và những vấn đề về cá nha. Đó, cho tất cả các bạn biết được thêm những dòng cá như thế nào là tốt và những dòng cá thế nào là những bộ gen đẹp và chất lượng. Chúc tất cả các bạn xem một video vui và có thể mua được một số dòng cá với mình ha. Bye bye.